Trong kinh điển rất ít khi Phật nhắc đến cõi Atula. Theo người ta nói ba đường ác đã địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, vậy Atula là cõi lành hay cõi dữ và chúng ngự ở đâu? Xin thưa với quý vị đó, Atula nó có hai loại, một là Atula đọa và hai là Atula thiên. Atula thiên á được định nghĩa là một cái vị trời, là những vị trời là hàng chư thiên á, mà có nhiều cái sức mạnh ha, thì cũng được gọi là Atula. Atula thiên vốn dĩ cái gốc của họ đó là ở cái cõi Đau Lợi, nhưng mà do cái vua trời Đế Thích á, khi mà ông lên trên đó thì ông thấy những cái vị này uống rượu say sưa thành, và không ông mới lập mưu và ông quăng những cái vị trời mà theo vua trời Đế Thích, thì đây là những cái vị trời mà sa đọa đó, có nghĩa là không có cái giới hạnh như là vua trời Đế Thích đó, và có những cái khiếm khuyết cho nên mới là quăng xuống dưới núi Tu Di. Và do phước của các vị này đó, cho nên là ở dưới cái đáy biển của núi Tu Di đó là cũng biến hiện ra một cõi y chang như cõi Đau Lợi, y chang như cõi Đau Lợi, tất cả các cái thứ nó y chang hết, cả cái cây Như Ý là cũng y chang luôn đó. Thì các cái vị trời này đó, các vị trời này ở dưới đó họ không không có sự khác biệt nào, không có sự khác biệt nào giữa cái chỗ họ ở với cái cung trời Đau Lợi, cho nên thậm chí là họ không biết là họ bị Đế Thích quăng xuống dưới nuôi quăng khỏi núi Tu Di. Chỉ có cái cây mà cái cây ngày hôm qua đó chúng ta gọi là cái cây cây hoa U Đàm đó, tới khi nó nở đó thì những cái vị trời này mới phát hiện là ở đây không phải là cõi Đau Lợi đấy, thành ra mới nổi giận đùng đùng rồi kéo lên giành trở lại. Thì những cái vị ở dưới đó đó họ vốn dĩ là họ cái phước của họ thì vốn dĩ họ là ở cái cõi Đau Lợi đó, nhưng mà do cái giới hạnh của họ không được hoàn hảo cho nên Đế Thích trục xuất họ ra khỏi cõi Đau Lợi, nhưng bản thân họ vẫn là hàng chư thiên và họ là Atula, cho nên chúng ta gọi họ là Atula, và gọi đó là Atula thiên để phân biệt với cái hàng Atula, nhưng mà là Atula đọa, có nghĩa là họ gần với ngạ quỷ hơn, có nghĩa là nó họ cũng khổ rồi cũng rất là xấu xí đó, rồi cũng chịu nhiều cái bất hạnh. Cho nên đó, là nói về cái cõi Atula đó là gồm có hai cái, một cái là Atula đọa và hai là Atula thiên ha.